Đó nữa. Đây. Má coi. Mình đang làm cái ma bông này cả nhà. Đó, bông Mẹ tulip. mua máy. Tulip này là bốn bốn cánh, nhưng mà mình đang hiện đang Mẹ làm mua tulip máy. 6 cánh nha cả nhà. Đây là những cái chậu hoa mình làm tí Mua hôm máy. cho hai bạn nhỏ mình đó cả nhà. Bây giờ mình cụ của mình nè sẽ là bốn cộng kẽm nhung nữa nha. Mình mua cái này là không phải loại một nè, mình đang mua cái loại hình như loại hai loại ba gì đó, cái nhung nó không có mềm. Một cộng kẽm thì mình sẽ cắt ra làm đôi. Con kẽm mình sẽ cắt ra làm đôi thì mình sẽ làm được hai cái cánh bông. Không, mẹ đang làm công việc. Mẹ đang làm công việc. Mẹ anh hai coi với em đi. Mình không. Anh hai có má phải không? Con mở cửa ra mé cà cha liền. Cái trời hơi tối. Mình làm cho nó đều đều quá nha. Sao? Sao mới sao? Tôi của mẹ. Mình đã làm 6 cánh này nè. Mình lấy một tay mình đút đôi lên nè. Cho nó cứng cả nhà. Chắc là mình em luôn mua quá mẹ cơ không có mượn được đâu. Thank you.